tiếng nhạc rất hay luôn. Ok chưa, mềm mại nhá. Rồi giảm nhỏ nhạc này, giảm nhỏ nhạc, thử tiếng mic này. Đây mic dây, em vừa cắm dây nhá. Đây có thể cho to mic một tí. Một hai sáu lên. Ui rồi, tiếng này, tiếng xì xẹt này thì quá hay rồi. Rồi xin mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở về với cửa hàng bên em. Tiếp tục xin phép giới thiệu đến cho tất cả các bác với một lô vàng bãi MU Solver Power. Đây, Solver Power. À, DSP 9900 thì em sẽ xin phép đọc tắt con vang này là DSP 9900 bác nhá. Đây, một lô hàng cực kỳ đẹp luôn. Và lô này thì em đã bán xả cho anh em, bán xả cho các bác chơi rất là nhiều rồi. Và lô này hiện tại em còn khoảng tầm 40-50 chiếc gì đấy. Đấy, giới thiệu lại cho các bác để cho các bác nào chưa biết, chưa tham khảo được, các bác có thể là nhìn thấy video này bên em thì có thể là tìm được một sản phẩm ưng ý các bác nhá. Đây, R và L là các bác cắm xuống đẩy vào âm ly cho em này. BGM VOD các bác cắm nhạc vào đây. Đấy, ở màn hình nó sẽ hiển thị. Đây ví dụ đây. Đấy ví dụ màn hình nó sẽ hiển thị BGM này thì các bác sẽ cắm nhạc vào đường BGM cho em nhá. Cái này thì em sẽ có video hướng dẫn chỉnh và chi tiết, các bác yên tâm luôn, không phải sợ đâu. Đấy, ba giác cắm mic đằng sau ABC được chưa? Đấy. Đường sup này, đường center, hai đường ao phụ này. Đấy. Còn con vang này thì em lô này thì em đã vệ sinh sạch hết rồi. Đây các bác xem này, tổng thể này. Đấy, các bác nhìn tổng thể cho em lô vang này. Đẹp chưa? Ui dồi, quá đẹp luôn. Tổng thể rất đẹp anh em nhá. Đấy. Vỉ mạch em cam kết hàng còn nguyên zin luôn. Tất cả đã được vệ sinh sạch sẽ từ tí một luôn. Đấy, sử dụng một con chip của Mỹ 21375. Đây là dòng chip sử dụng cho X5, X6, X8, X10 đã được rất là nhiều anh em yêu thích cái dòng này rồi. Đấy, và cái con vang này thì nó cho ra chất âm thì khá là mượt mà, chống hú tốt, nhạc nhẽo hay. Đây, em sẽ cắm thử trực tiếp cho anh em tham khảo luôn nhá. Đây, con vang LR Sun ở trên thì em vừa test đây này. Con vang LR Sun này giá là 1 triệu 2 này. 1 triệu 2 này, đây, alo tiếng, đây, em bật lên xong alo tiếng mic cho các bác nghe thử con LR Sun nhá. Đây, con LR Sun này. Con LR Sun có cổng quang này. Đấy, em đang bán giao lưu cho tất cả anh em giá 1.200.000 đồng nha. Tiếng mic mic cực kỳ hay luôn. Alo. Đấy, echo ngọt ngào, chống hú tốt nhá. Cài đặt đủ luôn, ngon lành luôn. Và bây giờ em sẽ test chất lượng con Cavan 9900 cho anh em xem. Thì em sẽ cắm trực tiếp luôn dây đây cho trong video để cho mọi người tham khảo này. Đấy, không có cắt ghép video gì đâu. Cho nên là các bác yên tâm. Sử dụng con này thì quá là ok luôn. Bởi vì em bán thì cứ có sao bán vậy. Mà đặc biệt là cũng chả bắt các bác phải đặt cọc làm gì cả. Đấy, các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, thoải mái, thanh toán cho em. Ok chưa? Đúng như video quảng cáo thì thanh toán cho em. Đấy. Còn nếu cảm thấy bỏ ra số tiền mà nó không hợp lý thì các bác hoàn toàn giả về cho em luôn. Đấy, đây. Thứ nhất là về phần nhạc nhá. Em cho các bác xem nghe nhạc trước này. Đây, nhạc đi. Đây là phần nhạc này, tiếng nhạc rất hay luôn. Ok chưa, mềm mại nhá. Rồi giảm nhỏ nhạc này, giảm nhỏ nhạc, thử tiếng mic này. Đây mic dây, em vừa cắm dây nhá. Đây có thể cho to mic một tí. Một hai sáu. Ui rồi, tiếng này, tiếng xì xẹt này thì quá hay rồi. Tiếng xì xẹt này anh em hát thoải mái luôn. Hát rất hay, rất nhẹ các bác nhá. Hát rất hay, rất nhẹ luôn. Đấy mà chống hú tốt. Đây, đô loa em đang để đây mà thử mic, thử vang ở đây mà nó cũng không bị rú rít. Đấy, như vậy thì là quá thành công rồi. Nhà các bác không gian khoảng tầm 25-30 mét trở ra mà các bác ngồi xa xa loa ra khoảng tầm 2-3 mét thì các bác chơi thì quá tuyệt vời. Đấy em nói thật. Được chưa? Đấy, với mức giá hiện tại con vang các bác nhá. Con vang bãi DSP 9900 này bên em đang cung cấp giá 1.600.000. Đấy. Thế nhưng mà trong video ngày hôm nay thì em vẫn muốn giao lưu với tất cả các bác và em sẽ ưu tiên dành tặng 5 suất cho 5 bác đầu tiên nhanh tay đặt hàng con vang này nhé em. Mức giá 1.500.000 đồng thôi. 1.500.000 đồng nhá. Em bao ship luôn, tặng kèm dây kết nối đẩy hoặc dây kết nối âm ly. Đấy. Và bảo hành 6 tháng bác yên tâm sử dụng luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thoải mái cho em luôn. Yên tâm được. Được chưa? Không bao giờ sợ phải bị lừa đảo. Tất cả mặt hàng bên nhà em bán ra, cung cấp ra cho các bác là các bác hết sức yên tâm. Được chưa? Đấy, em không bắt các bác phải đặt cọc. Đấy, rất nhiều bác tin tưởng chuyển khoản em thì em rất cảm ơn. Còn nếu như bác nào mà không tin tưởng hoặc là các bác chưa mua hàng, chưa giao lưu với em bao giờ thì các bác cứ thoải mái đi. Chỉ cần các bác thích, các bác bảo là để cho anh con vang 9900 này hoặc là để cho anh con vang LR Sun này
là bên em sẽ gửi trực tiếp đến nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em thoải mái, được chưa? Tặng dây đẩy hoặc dây âm ly, cài đặt setup rồi. Đấy, setup làm sao để 80-90% về các bác cắm thì sử dụng được luôn. Đấy, thế còn ngoài ra ví dụ mình thích thêm tí bát, thêm dí chép thì hoặc là cái loa nhà mình nó có vấn đề gì thêm bớt thì các bác hoàn toàn tự chỉnh được. Em sẽ gửi video hướng dẫn chỉnh chi tiết cho các bác nhé. Chỉnh phần mềm cũng có video, chỉnh tay cũng có video, được chưa? LR Sun T3000 mức giá giao lưu bác 5 bác đầu tiên giá 1.200.000 đồng. Con DSP9900 chạy chip Mỹ 21375 này em để cho bác với mức giá là 1.500.000 đồng, em cũng dành cho 5 suất đầu tiên thực sự yêu thích nhanh tay bác nhá. Và mọi chi tiết bác liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại trên bài viết 0829666633, em sẽ trực tiếp lên đơn gửi cho bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán luôn, không cần phải đặt cọc, ok chưa? Đó, chào các bác nhá.